Và xin chào các bạn nha. Ở trong clip này thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa mini. Đây là những mẫu loa rất là nhỏ nhắn và xinh xắn nha, thích hợp cho anh em nào để trong phòng ngủ ấy, hay hoặc là trên những cái bàn làm việc của mình thì để trưng bày hoặc là nghe nhạc rất là hay. Đây là hàng bán của Nhật Kenwood nè. Em về được hai cặp thôi, cặp Onkyo và cặp này. Em sẽ bóc cái căng ra cho anh em xem nha. Đây, cái cặp này của nó thì cái căng nó rất là chặt, nó dán keo đấy ạ. Đây này, nó là một loa hai đường tiếng, một loa mid 10cm và một loa chép giấy nha, đánh rất là to, cái tiếng nó rất là to nha. Những cái ai cần nó dán keo, nó hơi chặt tí, em sẽ bóc ra. Lại bóc ra nó hơi lâu tí anh em nha, dán keo rất là chặt. Còn về giá của cái cặp loa này thì nó cũng rất là hữu nghị thôi, hầu như anh em nào cũng mua được hết, nó chỉ có vài trăm ngàn thôi, mức giá rất là dễ chịu. Nó hơi chày này, bên hông này hơi chày nha, bởi vì cái độ bãi này thì nó hơi chày một xíu tí xíu, nên anh em biết chơi thì cũng thông cảm về cái độ chày này nha. Còn về màu sắc của nó thì nó là màu đen, nếu mà anh em nào mà thích đẹp á, thì có thể sơn lại cái màu đen này cho nó đẹp nha, nếu mà sơn lại hết loa luôn là nó sẽ che lại, nó sẽ che được những cái vết chày này. Nó dán keo rất là cứng này. Cái cặp này em mang về em chưa có mở ra luôn nhá, rất là cứng, chưa mở ra lần nào luôn. Đây, đây là loa của nó này, rất là bụi. Đây là hàng của Nhật nha, và cái gân của nó này nó dính bụi này. Đây mình phủ đi thì nó sẽ sạch này, nhưng mà tiếng rất là hay anh em ạ. Cái cặp này em thử tiếng rồi, rất là hay luôn. Cái tiếng trùng của nó rất là bay bổng nha, rất là la, nó hét biết cả ta đấy ạ. Cái chép của nó này, con này được sở hữu một chép giấy nha. Thường thường những cái loa này thì nó chỉ có sử dụng một loa thôi, loa của nó là loa toàn giải, nhưng mà cái loa này đặc biệt là nó được sử dụng hai loa nha. Nó có một cái loa chép riêng cái này. Đấy. Còn về mặt sau nó còn cái tem dán, nó dán chữ tay chữ tàu nhóc ở trên này, và mặt sau của nó thì nó có khắc một cái thương hiệu chữ Kenwood lên và những cặp loa thôi, không có gì hết. À, đây đây còn cái tem của nó đây. Cái tem này là model là SG5L. L này là loa bên trái nha. Công suất của nó là 15W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, và được made in Taiwan này. Cái con này nó được sử dụng bên nước thứ hai nha. Đây cũng là đầu Nhật nhưng mà ráp bên nước thứ hai, Taiwan. Taiwan là Taiwan xịn nha anh em nha, chứ không phải Taiwan nội địa Trung Quốc hay là nội địa hàng Việt Nam nha. Đây là Taiwan là hàng chính gốc của nó đấy, hàng xịn của nó đấy, nhưng mà nghe rất là hay. Cái loa này nó hơi dơ này, nó hơi dơ một tí, em sẽ lấy cọ em sẽ quét lên sau nha. Con loa hơi đẹp này, loa này nó chưa dính bụi. Còn loa này nó hơi xấu một tí, nhưng không sao, xấu thì xấu nhưng mà chất âm nó không ảnh hưởng nha. Em sẽ vệ sinh lại. Và phía dưới của nó thì nó có một lỗ thông hơi này. Đây một cái lỗ thông hơi. Thông hơi này cũng rất là sâu ạ. Nghe trong phòng rất là hay luôn. Hay hơn, hay rất là hay trong tầm giá tiền nhá. Giờ em sẽ mở cái loa ra cho anh em xem. Đây, mở ra cho anh em xem nha. Con này thì nó được sử dụng gân là gân vải, còn màng là màng giấy anh em nhé. Cái màng của nó, cái màng gân của nó còn rất là mới vậy. Rất là mềm, gân nó rất là mềm luôn, chưa có dấu hiệu bị mục hay là bị cứng nha. Đây là cổ loa của nó đây. Cổ loa của nó cũng là được sử dụng một cái loại từ đôi. Từ đôi nha, và cũng in những cái dòng chữ lên cũng như là thông số này. Kenwood, mã số của nó đây. Và nó được sử dụng và ráp tại bên Taiwan. Đây cũng là đồ Nhật nhưng mà nó ráp tại bên nước thứ hai nha. Đấy, Taiwan này. Nhưng mà nghe rất là chất, rất là hay. Và nó cũng có một cái con tụ. Và cái và đây là những cái dây này là dây của loa chép nha. Đây là đường cọc loa chính vô. Đây là dây loa chép này, có một loa chép giấy ở đây. Đấy, còn về giá cả thì rất là hợp lý luôn,
em sẽ bán giá hợp lý cho anh em chơi cái mùa dịch này là giá 600.000 đồng. Đây một cặp loa này giá 600 nha. Mức giá này cũng rất là hợp lý cho anh em nghe trong phòng, rất là tuyệt vời ạ. Bán giá 600 cho anh em thì đủ tiền ăn tô phở bò rồi là được rồi. 600.000 đồng. Anh em nào quan tâm thì xin hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Ship hoàn toàn quốc. Và anh em thông cảm nha, bởi vì có 600.000 thôi. Nếu mà anh em chốt thì xin hãy chuyển khoản đủ cho em ạ. Để có 600.000 thôi nhé. Em sẽ không có ship sale đen á, mà em sẽ thu hộ thẳng luôn, chuyển khoản thẳng luôn là 600.000 nha. Gặp loa rất là đẹp nè, zin tuyệt đối 100%. Đây là những chiếc e căng đó nè. Đây 600.000 thôi, nghe trong phòng, bày trong phòng rất là hay, rất là tuyệt vời nha. Rồi anh em nào quan tâm xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781 để ship hàng toàn quốc. Và anh em nào mà mua hàng bên em như cặp loa này thì giá trị nó rất là thấp, nên hãy chuyển khoản hết cho em nha, là 600.000 đồng. Chưa bao gồm với ship, ship cặp này tầm 50.000 nha, 50.000 cho tới 70.000 một cặp thôi. Đấy, rất là rẻ. Về cho anh em nghe nhạc du dương trong mùa dịch Covid này, để trong phòng nghe. Đánh những cái dòng âm ly cỏ cũng rất là hay nha. Thích hợp cho âm ly cỏ, nó tầm khoảng 70W, 80W hoặc là 100W đổ lại thôi. Là đánh rất là hay rồi, tiếng rất là tuyệt vời, những âm ly cỏ đấy ạ. Yamaha Onkyo hay là những cái con đời nông đời thấp đấy, hay hoặc là sân xui, nó cũng có dòng đời thấp, đánh rất là hay. Những cái loa bên đây thì nó bị dơ nha, dính bụi này. Em sẽ phải sơn lại cho anh em nhé. Đấy, còn lại đẹp hết. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào ạ.